Hãng AFP ngày 9 tháng 6 đưa tin Mỹ và Anh vừa công bố thỏa thuận chiến lược mới, trong bối cảnh lãnh đạo hai nước tập trung vào mối quan hệ đặc biệt nhằm đối phó Nga, Trung Quốc và sự bất ổn về kinh tế. Trong cuộc gặp thượng đỉnh tại Nhà Trắng ngày 8 tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Anh Rishi Sunak thể hiện sự thống nhất trong việc đối phó Nga sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine, cũng như sự phát triển nhanh như vũ bão của trí tuệ nhân tạo AI. Tuy nhiên, Anh vẫn chưa đạt một thỏa thuận tự do thương mại hậu Brexit với Mỹ, thay vào đó là kế hoạch theo đuổi một nền kinh tế xanh thông qua việc trợ cấp nhiều ngành công nghiệp. Tuyên bố Đại Tây Dương do lãnh đạo hai nước đưa ra tập trung thúc đẩy mối quan hệ trong lĩnh vực quốc phòng và năng lượng tái tạo nhằm đối phó sự cạnh tranh của một số nước khác. Theo Thủ tướng Sunak, các nước như Trung Quốc và Nga sẵn sàng thao túng và khai thác hoặc đánh cắp tài sản trí tuệ, rút các nguồn tài nguyên trọng yếu như năng lượng. Họ sẽ không thành công, ông phát biểu. Theo tuyên bố chung, hai bên đồng ý mở các cuộc đối thoại về việc Mỹ xử lý những khoáng sản trọng yếu sử dụng trong pin ở Anh. Tổng thống Biden còn đồng ý đề nghị Quốc hội xem Anh là một nguồn nội bộ về mua sắm quốc phòng, tăng tốc phát triển các vũ khí thế hệ tiếp theo như tên lửa bội siêu thanh. Dù thiếu thỏa thuận về thương mại, Thủ tướng Sunak nói rằng mối quan hệ kinh tế chưa bao giờ mạnh mẽ hơn, đồng thời mô tả rằng mối quan hệ đặc biệt là liên minh không thể thiếu. Cuộc họp thượng đỉnh đầu tiên tại Nhà Trắng của Thủ tướng Sunak cũng có tầm quan trọng về mặt gắn kết mối quan hệ cá nhân. Tổng thống Biden đồng ý rằng với Mỹ, không có quốc gia nào gần gũi về tầm quan trọng như Anh. Hai nhà lãnh đạo đồng ý rằng nền kinh tế toàn cầu đang trải qua những thay đổi lớn nhất kể từ cách mạng công nghiệp, một phần do AI. Ông chủ Nhà Trắng ủng hộ kế hoạch của Thủ tướng Sunak trong việc tập trung các nước có cùng tư tưởng giữ hội nghị thượng đỉnh về AI đầu tiên tại Anh trong năm nay. Hai nhà lãnh đạo hứa sẽ đi đầu trong sự ủng hộ toàn cầu đối với Ukraine, sau khi cam kết hàng tỷ USD viện trợ quân sự giúp nước này đối phó Nga. Ngoài ra, hai bên còn thảo luận về sự lãnh đạo của NATO, với Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace nằm trong số những ứng viên khi liên minh này sắp họp thượng đỉnh ở Vilnius, Lithuania vào tháng tới. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.